Rồi, ok, xin chào các bác. Thì sau mấy ngày sử dụng con Bphone B86S này này, thì em cũng đã có test pin của nó. Thì mấy lần trước ấy, em dùng nó với Wi-Fi và 4G lẫn lộn, thì nó cũng được tầm khoảng 4 tiếng rưỡi đến gần 5 tiếng. Thì hôm nay em sẽ dùng nó full 4G luôn, không bật tí Wi-Fi nào nhé. Thì nó được như này đây. Bây giờ là còn 14% nữa này. Em sẽ vào cài đặt này. À, tôi chi tiết là cho các bác biết là cái độ sáng của em hôm nay dùng nó cũng tầm giữa giữa này thôi nhé, tầm 50 đến 60% thôi. Đây, còn pin hôm nay sẽ là được như này. Muốn xem cái này phải vào khá là sâu các bạn. Đây, thì hôm nay dùng full 4G. Các ứng dụng đây, các ứng dụng phải xem đằng này. Đây đây đây, đâu rồi? À đây mà. Đây các ứng dụng sử dụng hàng ngày đây. Facebook là chính này. AnTuTu một tí nữa. YouTube này, đấy. Có chơi Liên Quân một trận này. Chơi Call of Duty một trận này. Đấy, còn lại Zalo với mấy cái cuộc điện thoại vớ vẩn. Đấy, đây là những cái ứng dụng em dùng hôm nay nhé. Chủ yếu là Facebook thôi. Còn những cái khác cũng bình thường. Đấy thì nó được là đây, vào phát nữa mới thấy nó được là tầm 4 giờ 39 phút mà còn 12% nữa, không không chạy lên một tí nào nhé. Đấy, các bác có thể thấy là không chạy lên một tí nào. Thì cái mức pin 4 giờ, tầm 4 giờ đến 5 giờ này cho một cái cục pin 3000 ấy, thì mình đang cảm thấy là cũng khá là ổn, không đến nỗi mà yếu quá nhưng mà cũng không mạnh quá, nói chung là dùng cũng là được đấy. Đây là không phải cày game nhé. Nếu như mà các bác cày game thì em nghĩ là pin nó sẽ tụt nữa. Nó sẽ Nếu như các bác cày game liên tục ấy, nó sẽ chỉ được khoảng tầm 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng thôi. Cái clip mà em test cái game ấy, chơi game ấy, em cũng có làm rồi nhá. Các bác xem lại xem là pin nó tụt như nào nhá. Thì nếu ở cái mức sử dụng bình thường hỗn hợp thì nó sẽ được khoảng từ tầm 4 đến 5 tiếng. Cho những cái tác vụ bình thường thôi, nếu như các bác không chơi game, còn chơi game thì nó sẽ được khoảng tầm 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng. Thế mức pin so với như thế là nhiều bác sẽ bảo là yếu, nhưng mà đối với em thì nó cũng bình thường, tạm được. Rồi, ok, thế là pin của con Bphone B86S nhé. Rồi, ok, chào các bác.